hoàng nay ta về dự hội mừng lễ đầu xuân Mân Ngọ ở Bồ Vi. Hoàng vạn vạn tuế, ta miễn lễ miễn lễ. Dân làng nghe đây, dân Bồ Vi có nhớ ta đã về dự hội năm nào không nhỉ? Dạ thưa Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng về dự lễ hội Xuân Giáp Ngọ cách đây 3-4 năm rồi đấy à? Đúng rồi, 3-4 năm thời gian cũng khá dài đấy nhỉ? Vậy dân Bồ Vai Vi, vậy dân Bồ Vi có nhớ đã làm được gì và có những gì đổi mới, còn những gì chưa làm được thì yết cáo ta nghe. Dạ thưa Ngọc Hoàng, sân đình thì mở rộng phong quang, xây thêm sân khấu để hội làng hát ca đấy à. Phong canh hữu tình ơi, nói quê ta thời thắm mây canh hữu tình chữ ao thờ xem mà vẫn chỉ ơi à mà để nhau cao ơi mỗi đời Tết đã đến xuân về, Tết đến xuân về nghỉ ơi mỗi khi thời Tết đã đến xuân đã về. Dân làng nghe ta hỏi đây, đường ngõ xóm thì tu sửa sạch sẽ, đường chính giữa làng thì hư hỏng khó đi, cớ tại sao không tu sửa đường làng? Dạ thưa Ngọc Hoàng, dự án đường làng gấp trên đã duyệt, tới đây chủ thầu đến nhận, nhưng dân ta phải sửa đổi mặt bằng. May mà ta đi mây về gió, chứ không thì lấm bẩn hết áo quần, có chi mà đẹp chi mà về dự hội. Dạ thưa Ngọc Hoàng, nếu không may áo quần Ngọc Hoàng lấm bụi thì đã có nước sạch xà phòng Omo A3 để gột tẩy quần áo Ngọc Hoàng sạch sẽ và thơm ơi là thơm. Nước sạch, thế Bồ Vi đã có nước sạch từ bao giờ? Dạ thưa Ngọc Hoàng, Bồ Vi chúng con đã có nước sạch từ năm ngoái năm kia đấy ạ. Nước sạch nước trong mi ơi trong như nấu cơm mà thơm dẻo ơi nhà mà để lên trong trăng bầu ơi nói về ta thời nước nghi sạch lại về.
nông nghiệp mùa màng năm nay thu hoạch ra sao? Dạ thưa Ngọc Hoàng, năm 2017 do biến đổi khí hậu năm 14-15 hai trận bão diễn ra liên tục nên mùa màng thất thu, nhưng được nhà nông chúng con đã cố gắng lao động cần cù và được nhà nước hỗ trợ hạt giống. Nhưng nhà nông chúng con đã chuyển đổi cây trồng sang xây dựng mô hình VAC làm giàu trên đất quê hương mình đấy ạ. Nhà nông chúng con đi, nhà nông chúng con chân bùn tay lâm cày sâu cuốc bẫm gieo trồng ngô lúa đông tiến hội làng sông tiến hội làng đây là sản phẩm con làng dài. Sản phẩm làm ra là gạo nếp mùa, mà đồ xôi gất thì ngon tuyệt vời. Dạ, chúng con còn cải tạo đất đai làm ra nhiều sản phẩm như là cà chua, dưa chuột, khoai tây, quả ngon, rau sạch, chân vào. Về đời sống tâm linh có gì đổi mới? Dạ, về đời sống tâm linh, chùa Bồ Phi chúng con đang xây dựng nhà khách. Chùa là mái ấm nhà chung, là nơi Phật tử sớm hôm đi về. Yêu cảnh nghi chùa là nhân dân Bồ Phi quê ta. Yêu cảnh nghi chùa là ngày gì sớm chưa gì mưa nắng chung sức chung lòng đoàn kết bên nhau xây nền văn hóa tâm hơi linh. Cùng nhau đến